Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm mua online ở season 19. Và lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến anh em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Và mong anh em luôn luôn ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Và chúng ta sẽ quay trở lại với video của ngày hôm nay. Trên màn hình anh em cũng đã thấy chính là nhân vật Kundun, một nhân vật phép thuật của season 19. Với set mới, vũ khí mới và win 5. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua một vòng để xem vẻ đẹp của em nó ở season 19. Và anh em có thể thấy với một vũ khí level 1400 màu đỏ, cái gậy và cuốn sách, kèm theo đó là một cái áo choàng cộng thêm đôi cánh màu vàng, thì bây giờ thực sự cánh của Kundun rất là đẹp anh em ạ. Với hiệu ứng lông vũ rơi xuống thì thật sự là không còn lời gì để chê với ngoại hình của em Kundun Mephit này. Và với một cái vẻ đẹp lộng lẫy như thế thì sức mạnh của em nó ra làm sao? Anh em sẽ cùng mình đầu tiên sẽ là trải nghiệm một chút về bảng C cũng như là vật phẩm mới. Đầu tiên bảng C thì anh em cũng có thể thấy ở đây thì nhân vật Kundun Mephit của mình sau khi làm nhiệm vụ Master 5 đã đổi tên thành Glory Witcher. Và cấp độ ở Season 19 là 1600 tương tự các nhân vật khác. Kèm theo đó thì đối với một lượng phép thuật, bây giờ em đã có thể đạt đến ngưỡng là gần 11.612 đam phép thuật cơ bản và 45.170 phép thuật cộng thêm. Tổng lượng phép thuật em đã đạt được nó để có thể lên đến 56-57.000 anh em ạ, cực kỳ khủng khiếp. Và với một lượng phép thuật như thế thì em đã sẽ cần phải trang bị một cây Apple level 1400 và sức mạnh phép thuật tăng thêm sẽ là 247 anh em. Kèm theo đó chúng ta sẽ có thêm một set tên là Lightning Wire với level yêu cầu là 1500. Và bây giờ set này nó sẽ tăng cho anh em lên đến 520 điểm năng lượng cũng như là 260 skill attack power khi mà anh em nâng cấp set này lên cộng 15. Tiếp tục cuốn sách tăng ma pháp của em nó. Hiện tại thì mình đang sử dụng một cuốn sách tăng ma pháp chưa phải là Mark Dam, thì nó có hai hộp là 10% với 85 wit và sách này cũng là cộng 15, mang tăng thêm cho chúng ta 142% đam phép thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói, đó chính là win 5 bây giờ của nhân vật Kundun Mephit sẽ tăng cho chúng ta lên đến 2324 đam phép thuật, tương tự như các cái nhân vật phép khác. Và lượng phòng thủ cũng mang lại là 2737 phòng thủ. Kèm theo đó nó sẽ gia tăng cho chúng ta thêm 16 đam correction. Đấy. Và dòng của em nó bây giờ nó lên đến 7% anh em ạ, cực kỳ khủng khiếp. Và nó sẽ có thêm một cái cánh phù nữa anh em, cánh phù nó sẽ tăng cho chúng ta tầng 273 điểm attack power và 125 điểm attack success rate của đam thuộc tính. Rồi, trên đây là những cái trang bị cơ bản của season 19. Và đối với những trang bị đó thì mình cũng có đưa cho em nó thêm một con UR và một cái Blian Ope cộng 15. Tại sao mình phải khảm? Bởi vì nếu như mà không có UR cũng như là Blian Ope, tức là sách thuộc tính cộng 15 mới anh em, thì chúng ta không thể trên map cuối, cực kỳ yếu đuối và mỏng manh. Cho dù lượng đẹp của em nó bây giờ đạt được đến 13.126. Và hy vọng đối với các cái season 19 này thì admin sẽ chỉnh sửa để làm cho em nó khỏe hơn một chút. Rồi trước khi đến với bảng Master 5 thì chúng ta sẽ cùng đưa em nó lên bảng quái Excellent. Và để chúng ta sẽ cùng xem em nó trên ở map cuối cùng ra làm sao nhé. Rồi, mình vừa đưa em nó đến bãi Win. Tại vì mình đang mang hệ bóng tối nên mình sẽ đi đến bãi khắc hệ của bãi quái mình đang trên. Và như anh em có thể thấy thì lượng đam của em nó cũng không đến nổi tệ anh em ạ. Với đây anh em có thể thấy, mình sẽ bật luôn bảng C cho anh em. Với gần như là max speed anh em, 286 trên 290.
thì khả năng clear quái của em nó cũng cực kỳ là tốt. Đổi lại thì em nó chỉ có, khi mà mình sử dụng skill Master 800 thì nó chỉ có rank 6. Và lượng tiêu tốn của tím bây giờ AG chỉ là 7 điểm và gần như sẽ không tiêu tốn của tím anh em ạ. Nhưng mà đổi lại quái đánh rất là đau, anh em có thể thấy quái đánh tụt một phát gần nửa máu, trong khi máu của mình lên đến 11.200. Nếu như mà sau này anh em đi trên mà admin không có chỉ sửa nhiều á, thì chắc chắn con cooldown này đi trên thì sẽ phải kèm theo một con SM DW và đi theo dòng nhanh nhẹn để búp mana siêu, giảm lượng đam mà em nó phải nhận. Đổi lại thì em nó cũng trên cũng cực kỳ tốt anh em ạ. Tốt hơn rất nhiều so với nhân vật Summoner ngày hôm qua của chúng ta. Summoner của chúng ta thậm chí không thể đứng ở cái bài spot thường, chứ đừng nói gì là bài hotspot như hôm nay mà cooldown đang đứng. Cái cảnh thật sự là quá đẹp anh em ạ, áo choàng quá đẹp đi. Và đây là skill Master 800 nha anh em, mình chưa sử dụng skill Master 800 mở rộng. Bây giờ mình sẽ đổi qua skill Master 800 mở rộng cho nha, Master 5 cho anh em. Đây skill Master 5 anh em ạ. Hiện tại thì nhân vật cooldown này nó đang bị lỗi, khi mà sử dụng skill Master 5 thì lượng đam nó thấp hơn so với anh em sử dụng skill Master 4, Master 800, level 800 nha anh em. Dù đang mình đẩy speed lên rất là cao rồi, gần đến max speed rồi, 286 đến 290 speed. Và skill Master 800 của cooldown Mephit thì nó sẽ là kết hợp giữa skill Storm phản kiếm và skill thả chim đấy. Đây là hai bớt gì đấy, mình cũng quên mất cái tên tiếng Anh của nó rồi anh em ạ. Đó, anh em có thể nghe tiếng vừa Storm vừa thả chim. Nói chung là mình cũng phải chủ động bơm máu một chút anh em ạ. Khi mà quái bu đến đông thì nó tạt một hit gần 4.000 máu, thật sự là rất khó chịu. Rồi, mình hy vọng là không chết anh em, để mình có thể giới thiệu một chút về Master 5. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với Master 5 ngay bây giờ luôn nha anh em. Master 5 của cooldown Mephit của chúng ta. Đây, mình sẽ kéo cái bảng á, tỷ lệ đam trên 1 giây ra một bên. Rồi, bảng Master 5 của cooldown Mephit mình đang sử dụng là như sau. Mình sẽ sử dụng Speed Ice Storm. Nó chỉ có một skill của Master 800 duy nhất, Master 5 duy nhất, đó chính là Spear Storm Saturation. Và mình đang để cộng 5 hết tất cả thẻ. Đây là cấp độ tối đa luôn rồi anh em ạ. Và ở bên phải, tương tự mình sẽ sử dụng là tăng cái lượng đam thấp nhất của cooldown Mephit lên. Cái thẻ loại 2 thì mình sẽ sử dụng là, bên tay phải sẽ là tăng đam của Win, bên tay trái thì mình sẽ sử dụng là tăng nhanh nhẹn. Bên tay phải tiếp tục mình sẽ sử dụng là tăng phòng thủ của Win 5. Và bên tay trái thì mình sẽ sử dụng là tăng điểm năng lượng. Tiếp tục, bên tay phải mình sẽ sử dụng tăng mắc đam phép thuật. Thì bên tay trái mình sẽ sử dụng là tăng đam phép thuật theo mỗi level. Bên tay phải tiếp tục mình sử dụng là tăng mastery đam phép thuật lên 151 điểm. Và bên tay trái không có sự lựa chọn nào khác nên mình sẽ tăng nút attack power lên 63 điểm. Ở đây, đối với bên cái thẻ Elite tức là thẻ tinh anh thì mình sẽ sử dụng như sau. Mình sẽ sử dụng crit dam ở bên tay phải đối với cấp độ 1. Và bên tay trái mình cũng sẽ sử dụng là tăng double dam ở cấp độ thứ 2. Thì mình sẽ sử dụng tăng excellent dam lên 3.8%. Và ở bên tay trái mình sẽ tăng lên là chuyên giáp lên 2.2% nha anh em. Tương tự như vậy, đối với cấp độ 3 mình sẽ tăng đam skill lên 3.7%. Và bên tay trái mình sẽ sử dụng bên tay phải mình sẽ sử dụng là tăng xuyên triple đam nhân 3 lên 1.4%. Và các ô còn lại sẽ tương tự giống như cấp độ 1 và cấp độ 2, không khác gì nhiều nhé, chỉ là chỉ số nó thay đổi một chút thôi, cũng giống như các cái nhân vật khác mà mình đã review trước đó. Và như anh em cũng có thể thấy thì lượng đam của em nó ở đây
trong quá trình đi trên thì cũng không đến nổi là quá cao, chỉ có đạt được tầm 6 triệu đam trên một giây đối với đam thường, và đam thuộc tính là 14.821. Không sử dụng Putnit nha anh em. Và anh em có thấy khả năng uống máu thì thôi rồi luôn, uống máu như uống được lạ. Kiểu này mà đi trên về server chính mà không có mana shield, không có EE buff thì chắc chắn ngọt. Vì khi mà về server chính thì anh em không thể đạt được ngưỡng sức mạnh đồ đạc như này được, thì anh em phải nâng cấp từ từ. Rồi, trên đây là một bài giới thiệu ngắn của mình về Kundume Fix ở Season 19, về Wing, về Master 5, về skill mới và về vật phẩm cũng như là vũ khí áo quần mới. Và hy vọng là anh em sẽ thích cái video này. Và anh em đừng quên để lại cho mình một bình luận để nêu cảm nghĩ của anh em về Kundume Fix ở Season 19 nha anh em. Và đừng quên là giúp mình nêu ý tưởng cho video tiếp theo sẽ làm nhân vật nào và sẽ làm về chủ đề gì. Và mong anh em luôn luôn ủng hộ mình bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.